Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin thị trường ngày 3 tháng 5 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Ấn Độ là một trong những thị trường xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam. Đáng chú ý, người dân Ấn Độ rất thích cà phê Việt Nam, trong đó có cà phê pha sẵn và cà phê đóng chai. Theo thông tin từ phiên tư vấn xuất khẩu sản phẩm chè và cà phê sang thị trường Ấn Độ diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong các nhà xuất khẩu cà phê sang Ấn Độ sau Indonesia và Kenya. Với dân số trên 1,4 tỷ người, Ấn Độ là một thị trường tiêu thụ rất lớn. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 22,93 triệu đô la Mỹ. Cà phê Việt Nam nhập vào Ấn Độ chủ yếu là để chế biến và tái xuất khẩu sang các nước châu Âu.